Sáng ngày 24 tháng 4, Hội cựu chiến binh phường Lãm Hà tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, lãnh đạo Hội cựu chiến binh quận. Năm năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh phường Lãm Hà được gắn với phong trào thi đua yêu nước, tạo được sức lan tỏa, thu hút sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, hội viên. Hoạt động hội ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tế địa phương. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Toàn hội có 489 hội viên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt hội thường xuyên đạt từ 75 đến 80% trở lên. Hàng năm 100% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, 99,7% hội viên đạt tiêu chuẩn cựu chiến binh gương mẫu, gia đình văn hóa. Hội cựu chiến binh phường và nhiều lượt cá nhân cán bộ, hội viên được các cấp biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế gia đình được đẩy mạnh với nhiều hình thức khác nhau. Hội nhận ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, các chi hội xây dựng quỹ tự góp 280 triệu đồng, quỹ xóa nghèo của hội 25 triệu giúp đỡ hội viên khó khăn, hội viên thiếu vốn vay phát triển kinh tế gia đình, sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp quy mô mô nhỏ và vừa do hội viên cựu chiến binh làm chủ duy trì hoạt động ổn định, tạo việc làm cho lao động địa phương. Các hoạt động tình nghĩa được quan tâm tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các hội viên. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với mặt trận tổ quốc phường và ủy ban nhân dân phường hỗ trợ kinh phí xây nhà cho không một hộ nghèo trên địa bàn phường, giúp đỡ năm hộ thoát nghèo. Giai đoạn 2024 đến 2029, hội cựu chiến binh phường Lãm Hà phấn đấu 100% cán bộ và 90% hội viên trở lên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. 100% tri hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 99,5% hội viên trở lên đạt tiêu chuẩn cựu chiến binh gương mẫu gia đình văn hóa. Tập hợp 85% cựu quân nhân trở lên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ cựu quân nhân. Vận động xây dựng quỹ xóa nghèo 100.000 đồng không một hội viên. Hội nghị bầu 10 đại biểu dự đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu quận giai đoạn 2019-2024. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân Phường Lãm Hà tặng giấy khen 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.